Và để các bạn hiểu được là cái thị trường future sau khi mà có thông tin à, phần trăm lãi suất thì có cái động thái như thế nào. Thì cái ngày mà sẽ hợp kế tiếp của Fed là ngày 1 tháng 2 các bạn. Và có nghĩa là cách à, thời điểm bây giờ là tới 48 ngày lận. Và tôi đến đó cho sẽ nhận được thêm là khoảng chừng hai chỉ số CPI và hai cái thông báo liên quan tới phần trăm thất nghiệp cho nên từ đến đó chúng ta sẽ có nhiều tài liệu và bây giờ đó thì dựa theo thị trường futures bây giờ là 74% nghiêng về là Fed chỉ tăng có 0.25 trong đợt kế tiếp mà thôi còn 26% nghĩ là Fed sẽ tăng tiếp tục 0.5% thôi cũng không có nghĩ là cái tốc độ tăng bây giờ nó quan trọng nữa, tại vì Fed đã nói là sẽ tăng đến khoảng chừng 5.25 thì uh, thị trường cũng sẽ có cái sự điều chỉnh về cái suy nghĩ của mình uh, cho tương lai khi biết được là Fed sẽ ngừng ở cái mức đó, cho nên bây giờ uh, đợt kế tiếp tăng 0.5 hay trong 0.25 thì cảm thấy là cũng tương tự vậy mà thôi. Trước sau gì ta cũng phải tiếp tục tăng cho đến cái mức cần thiết của Fed và chúng ta có thể thấy được là Fed là cái thông tin ở Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta cũng có những cái ngân hàng trung ương khác cũng sẽ đưa ra cái quyết định liên quan tới lãi suất trong tuần này ngày mai chúng ta sẽ có hai ngân hàng trung ương lớn thứ nhất là ECB có nghĩa là ngân hàng trung ương ở châu Âu và họ sẽ ra quyết định lãi suất như thế nào và bây giờ ước tính là ngân hàng trung ương của châu Âu sẽ tăng lãi suất giống như là Fed ngày hôm nay 0.5% các bạn nhưng mà các bạn thấy được là phần trăm tăng trưởng của ECB thì thực sự không có nhiều như là Fed nói chung thì ECB bây giờ cũng hy vọng là chúng ta có cái sự khựng lại của phần lạm phát để cho họ có thể là ngưng tăng lãi suất Tại vì nền kinh tế của châu Âu Thật sự là không có ổn hiện bây giờ. Chúng ta cũng có cái thông tin tương tự, trong bố ngày mai liên quan đến ngân hàng trung ương của Anh thì ngày mai đó chúng ta cũng sẽ nhận được cái thông tin là ngân hàng trung ương của Anh sẽ tăng lãi suất như thế nào. Bây giờ ước tính cũng như là Hoa Kỳ và cũng như là châu Âu họ sẽ tăng thêm 0.5% các bạn. Và những điều này đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến một trong những cái chỉ số mà nhiều bạn rất là quan tâm đó chính là cái chỉ số DXY, chỉ số so sánh đồng đô la với những cái đồng khác thì các bạn sẽ thấy được là chỉ số này như là thuận chia sẻ với các bạn đã nguội lại trong thời gian từ có thể nói được là cây đỉnh là khoảng như tháng 9 rồi sau đó có một đợt tăng lên tới 112 điểm hồi tháng 11 thì chỉ số này sau đó cũng đang nguội lại ở mức là 103 điểm và nếu như các bạn muốn thấy giá tăng thì các bạn muốn thấy chỉ số này tiếp tục nguội lại tại vì nó có cái hiệu ứng tương quan âm với lại thị trường tài chính nói chung và ngày mai đó có thể là nhiều bạn cũng đang trong chờ xem coi là chúng ta có cái thông tin liên quan tới Ripple SCC hay là không tại vì các bạn đã nhớ là cái đề vài ngày thì cho Hoskinson của Cardano nói là cái chúng ta có thể là có khả năng là nghe cái thông tin hai bên sẽ giảng hòa Nhưng mà bây giờ người ta hỏi càng kẽ hơn là tại sao mà George Hutchinson nói như vậy Có phải đã biết thông tin gì mà hay là không Thì George nói là không chỉ nghe tin đồn mà thôi Thì nói chung chúng ta cũng đừng có nên ôm quá nhiều hy vọng Đây bây giờ cũng chỉ là một tin đồn mà chúng ta không biết nguồn gốc đến từ đầu hết ấy. Bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ khoảng chừng là 3-4 tuần nữa Khi mà chúng ta nghe thông báo chính thức đến từ tòa án về cái sự kiện của SEC và Ripple khi mà có thông tin, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn Và hôm nay, thay vì mà chúng ta nhìn vào những cái chỉ số on-chain từng cái một đó Thì uh, Thuận muốn chia sẻ lại một cái chỉ số, đó chính là cái chỉ số CBBI Các bạn thấy được đây là một chỉ số mà được tạo ra bởi một YouTuber là Collins Cái channel là Collins Talk Crypto Thì uh, đây là một cái channel mà Thuận cũng lâu lâu cũng xem các bạn Nhưng mà bây giờ cũng ít xem hơn Nhưng mà đây là một cái chỉ số uh, được dựa vào những cái chỉ số on-chain chúng ta thường hay xem Giống như là chúng ta nói tới Pi Cycle Top chúng ta nói tới NUPL, All Holder, Pumotable, 2 năm Moving Average, vân vân Thì cái mà Colin làm là tập hợp những chỉ số này lại và bắt đầu là cho nó một cái trọng lượng. Điều này sẽ dẫn đến là Colin có thể xuất ra một con số các bạn. Đây là một cái chỉ số mà tổng hợp những tài liệu on-chain chúng ta thường hay nói đến để xem coi chúng ta đang ở gần đỉnh hay là gần đáy. Nhưng mà tôi cảm thấy được là cái chỉ số này nó có thể là có cái độ chính xác cao hơn dò đáy hay là đỉnh tại vì trước đây đó thì khi mà Colin chia sẻ các bạn thấy được là dựa theo những tài liệu năm 2013 thì chúng ta sẽ thấy được là con số giống như chúng ta nhìn thấy được là con số ngày 4 tháng 12 năm 2013 đi lúc đó chỉ số này là khoảng 98% thì ở thời điểm đó có nghĩa là chúng ta có thể thấy được là chúng ta khoảng chừng 97% đến đỉnh rồi có nghĩa là chúng ta đã rất gần đỉnh rồi sau đó chúng ta nhìn vào cái chỉ số này của năm 2017 tháng 12 thì thì chỉ số là 100, có nghĩa là 100% chúng ta đến đỉnh rồi Thì đây là một chỉ số mà trước đây Colin dùng để mà dò đỉnh các bạn Nhưng mà chúng ta đã thấy được là cái đợt này thì nó khác một chút Tại vì tới lúc mà giá của BTC tăng lên Tới lúc là khoảng chừng 61.000 đô Lúc đó là hồi tháng 3 của năm ngoái Thì chỉ số này chỉ ở mức là 84 mà thôi Nó không có hơn 90% như những cái đợt trước và nếu như chúng ta chỉ dựa vào cái chỉ số này để các bạn có thể chốt lời thì có thể các bạn sẽ lỡ tại vì chỉ số này các bạn có thể là chờ hơn 90 giống như là những cái đợt trước để có thể chốt lời nhưng mà nó đến mức 84 rồi nó lại đi xuống các bạn. Nhưng mà ngược lại thường là cảm thấy là chỉ số này có thể là cái dấu hiệu tốt để mà dò đáy hơn. Các bạn thì được là chúng ta nhìn vào cái thời điểm tháng 1 năm 2015 lúc đó giá BTC ở mức là khoảng 200 đô các bạn. Sau khi mà chúng ta thấy là giá đã đạt tới 1.200 đô rồi sau đó sự kiện mau góc xảy ra, chúng ta đi vào một cái mùa downtrend rất là nặng lúc đó, xuống chỉ còn qua 200 đô mà thôi. Lúc đó chỉ số CBBI, nếu như mà có thời điểm đó là chỉ khoảng số 1 mà thôi các bạn, có nghĩa là chúng ta cách đỉnh tới 99% lận. Con số rất là thấp và chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 2018 thì tháng 12 của năm đó giá BTC xuống chỉ còn có 3.298 đô mà thôi, lúc đó chỉ số này là con số 3. Thì bây giờ con số này là con số mấy các bạn thấy được là cách đây không lâu ngày 26 đó Chỉ số này là con số 2 Bây giờ là con số 6 Cũng như là chúng ta đã rất gần đấy Đương nhiên đây là một tài liệu để các bạn tham khảo mà thôi Giống như các bạn có thể thấy được là giả sử như thôi Thôi nói giả sử mà giá bây giờ À, xuống từ 17.000, 18.000 đô mà xuống còn khoảng chừng là 12.000 đô Thôi nghe đây chỉ số này bây giờ nó con số 6 thì nó có thể xuống còn con số 3, con số 2 Nó không có thể nào cho các bạn biết được là chúng ta cách đấy bao nhiêu xa nó chỉ có thể cho các bạn có một cái dấu hiệu chúng ta đã gần đấy chứ không thể nào cho các bạn biết được là đáy còn bao xa cho nên đây không phải là một cái chỉ số các bạn có thể dùng để mà trade được đâu đây là một cái chỉ số mà những mà nào mà trung bình giá dài hạn hay là đầu tư dài hạn thì là một chỉ số các bạn có thể tham khảo được à, giống như chúng ta muốn hỏi một câu hỏi là bây giờ chúng ta đang nằm ở cái dùng nào thì câu trả lời là chúng ta đang nằm ở cái dùng đáy so với những chu kỳ trước đây nhưng mà chúng ta có thấy đáy hay chưa thì chỉ số này sẽ không cho các bạn thấy được nó chỉ có tác dụng với những mà nào mà đầu tư dài hạn và trung bình giá muốn biết là dùng nào nên tích lũy dùng nào không nên tích lũy mà thôi rồi chúng ta cũng có một số những cái cập nhật liên quan tới ftx các bạn các bạn đã nhớ là ngày hôm qua cái ceo hiện tại của ftx uh, được bổ nhiệm bởi tòa án đó chính là john ray thì đã lên trên quốc hội để dự cái buổi điều trần và lúc đó cũng đã chia sẻ một thông tin liên quan đến là có dấu hiệu cho thấy là chính phủ của bahamas đã nói Bankman-Fried tạo ra một token rồi giao quyền lý token đó cho chính phủ bahamas không có chia sẻ bạn cái này nó cũng có một cái gì đó mờ ám ở đây nhưng mà bây giờ thì chính phủ bahamas sẽ lên tiếng nói là thứ nhất cái mà john ray chia sẻ đó chỉ là một phần của cái sự trao đổi giữa chính phủ bahamas và salmon free mà thôi thứ hai là cho dù là có cái gì đi nữa thì tất cả những tài sản mà quản lý bởi chính phủ bahamas thì cũng để đó để có thể trả là chi nạn nhân chứ không phải là chính phủ bahamas giữ riêng và điều thứ ba thì uh, chính phủ Bahamas nói là nếu như mà John Ray có gì không hiểu thì nên gọi nói chuyện với chính quyền của Bahamas chứ đừng có chia sẻ thông tin với báo chí mà không có hoàn toàn đúng sự thật như vậy có nghĩa là họ cũng không có phủ nhận là họ đã từng kêu Sam Free tạo một token giao cái quyền quản lý cho họ họ chỉ nói là đó không phải là toàn bộ cái sự thật mà thôi và cho dù có này nữa thì họ cũng sẽ dùng token đó để mà trả cho những nạn nhân và họ nói là John Ray nên gọi cho họ trước khi mà chia sẻ thông tin gì với báo chí các bạn đó là cái tài liệu mới nhất từ bà Hoa mà sẽ cảm thấy được là cái sự mờ ám của bà Hoa mà sẽ cần tăng hơn nữa sau khi chúng ta nghe cái thông tin này và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Shark Tank Kevin Larry các bạn Đây là một trong những shark ở trên chương trình Shark Tank ở Hoa Kỳ Và các bạn cũng đã biết người này rồi Đây là cái người mà đầu tư vào sàn FTX Và cũng là đại diện nhãn hiệu cho sàn FTX Và cũng là một người mà đối đầu với lại biết bao nhiêu người hiện bây giờ đang chỉ trích Sam Free Thì uh, Kevin Larry là người mà cứ đứng ra để mà bảo vệ hoài Và nói là Sam Free là chỉ phạm lỗi mà thôi Chứ không có phải là gian lận hay là lừa đảo gì hết và các bạn sẽ nghe một cái đoạn ngắn để thường cho các bạn nghe cái đoạn này nó chỉ 10 giây mà thôi. Finance is a massive unregulated global monopoly now. They put FTX out of business. Các bạn đã nghe rồi đó, Kevin Larry bây giờ lên cho quốc hội và đổ hết lỗi cho Binance nói Binance bây giờ là một công ty đồ sộ không được quản lý và rất là độc quyền và Binance là người mà đã khiến cho sàn FTX phá sản mà <laughs> được đây có đâu có đúng đâu nếu như mà sàn FTX có đầy đủ tiền cho khách hàng thì cho dù Binance sẽ làm gì nữa thì cái thằng tới lấy họ vẫn có thể trả được Tại vì sàn FTX đã làm mất tiền khách hàng Họ đã dùng cho những việc khác rồi Có lỗ hỏng tài chính quá lớn Cho nên họ mới phá sản Chứ đâu có liên quan đến Binance Binance có thể là một trong những yếu tố Dẫn đến là mọi người chạy đến rút tiền Nhưng mà không không phải là yếu tố Dẫn đến sàn FTX sụp đổ đâu các bạn và có một video ngắn khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn Các bạn đã biết là bây giờ đó thì Bộ Tư pháp kêu gọi bất cứ một nhân viên pháp lý nào mà có nhận tiền quyên góp đến từ Salmon Free thì nên liên hệ Bộ Tư pháp Tại vì cái số tiền đó là đến từ người dùng đó là cái số tiền mà bị lấy cấp cho nên những quan chức nào những nghị sĩ nào mà được quyên góp đó, thì hãy nên liên hệ và tìm cách trả lại số tiền đó và các bạn có biết là một trong những người mà nhận quyên góp đó chính là ai đó chính là tổng thống Joe Biden hiện tại tổng cộng là nhận 5,2 triệu. Và đương nhiên điều này là điều mà báo chí sẽ không buông tha được các bạn. Các bạn thấy được là đây là cuộc họp báo của nhà trắng uh, thường xuyên xảy ra. Nhưng mà các bạn thấy được là đây là cái người đại diện cho nhà trắng uh, để mà họp báo với lại uh, phóng viên. Thì uh, ngày hôm qua đã có một người hỏi trực tiếp về cái vấn đề liên quan đến 5 uh, triệu này thì uh, tổng thống Joe Biden có ý định trả lại cho những nạn nhân hay là không. Để thường chia sẻ cái video ngắn này với các bạn. Bank of the Bahamas. Um, the, the president received campaign donations. Uh, a campaign donation from him. Many prominent Democrats did. Some Republicans did as well. Will the, will the president return that donation? Or does he call on all politicians who got uh, campaign donations that may have come from customer money uh, to return those funds? So look, I am covered here by the Hatch Act, uh, limited on what I can say, and anything that's connected to political contributions uh, from here, I, I I would have to refer you to the DNC. I'm, I'm asking the president's opinion, though. Uh, you know, does he want those people who? No, you asked me two questions. You asked me about. Will he return the donations? And then you ask me about his opinion. I'm answering the first part, which is, I'm covered by the Hatch Act from here. I am limited to what I can say, and I just can't talk to political contributions or anything related to that. I cannot speak about it from here. And then his, his opinion though. I, I just just cannot speak to this uh, from here. Even his opinion, even his thoughts about uh, the contributions, donations, I cannot speak from it. <laughs> Nhà Trắng thì không muốn trả lời câu hỏi này Cứ nói là có cái câu hỏi gì thì nên liên hệ quỹ ban vận động bầu cử của đảng Dân Chủ Chứ ở đây là Nhà Trắng họ sẽ không có trả lời những câu hỏi liên quan tới cái sự kiện nguyên góp tiền này Đó là điều mà được chia sẻ Không biết là Tổng thống Joe Biden có muốn trả lời 5,2 triệu này hay là không Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi mà thôi Tại vì các bạn đã biết được Bộ Tư pháp thì kêu gọi tất cả nghị sĩ phải trả lời Không biết nó có bao gồm luôn cả Tổng thống hiện tại hay không và ngày hôm qua đó cũng vì sự kiện FTX chúng ta thấy được là Canada đã đưa ra quyết định là sẽ không cho những cái công ty crypto những cái sàn giao dịch đó, cho người dân của Canada có thể sử dụng đòn bảy nữa. Cái mà tôi muốn chia sẻ là một vài điều như thế này. Lý do tại sao mà sàn FTX phá sản thì không phải liên quan đến người dân sử dụng đòn bảy mà liên quan đến việc là sàn FTX đã dùng tiền của khách hàng để mà đi làm những chuyện khác nhưng mà điều mà chúng ta thấy là canada là một trong những quốc gia mà đang từ từ siết chặt lại những cái luật liên quan đến crypto các bạn thì tôi nghĩ là cái sự kiện của ftx uh, là một cái cớ để cho canada tiếp tục siết chặt những cái luật như thế này ở hoa kỳ đó hiện tại thì các bạn không thể sử dụng đòn bẫy cho dù các bạn sử dụng bất cứ một sàn crypto nào cũng không thể sử dụng đòn bẫy về việc là có nên sử dụng nãy hay là không đó, thì để thường chia sẻ với các bạn là bản thân thường không có dùng đòn bẫy thường không có sử dụng futures không có sử dụng options chỉ dùng spot mà thôi còn về việc là một người nào đó có nên sử dụng đòn bẩy khi mà giao dịch hay là không thì đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà nếu như mà các bạn không có hiểu hay là không có cái kinh nghiệm thì không nên sử dụng đòn bẩy các bạn. Tại vì đòn bẩy đó nó là một con dao hai lửa, nó giống như là một cây búa vậy các bạn. Cây búa có thể dùng để đóng đinh được nhưng mà các bạn không biết sử dụng búa thì thì đóng vào cái tay của mình các bạn đó là đòn bẩy đối với thuần cho nên à, những bạn nào mà không có kinh nghiệm không có hiểu nhiều thì không nên sử dụng đòn bẩy đó là tư xin cá nhân của thuần mà thôi thuần không thể nào khuyên các bạn làm gì hết trên channel này thuần chỉ có thể chia sẻ với các bạn là thuần làm gì và có những suy nghĩ thế nào mà thôi đó là điều mà thuần có thể chia sẻ được và việc mà canada cấm những cái sàn giao dịch cung cấp đòn bẩy cho người dùng đó thì cũng tương tự như là hoa kỳ hoa kỳ thì chi trước tới bây giờ đã không có đòn bẩy rồi nhưng mà nhìn một cách khác các bạn thì thường cảm thấy được là cái thị trường crypto nó đang được quản lý một cái cách mà không có công bằng lắm đối với Thuận để thường chia sẻ thêm với các bạn. Khi mà chúng ta nhìn vào Canada ở Hoa Kỳ thì thường đã biết là các bạn có thể đi casino được. Ở Hoa Kỳ thì tùy theo các bạn ở nơi nào nhưng mà nói chung thì phần lớn ở đâu các bạn có thể tìm thấy được những cái casino những nơi các bạn có thể cờ bạc được. Thì cờ bạc vẫn hợp pháp ở Hoa Kỳ chúng ta có thể thấy được là ngay cả các bạn mua sổ số, số thì cũng hợp pháp ở Hoa Kỳ. Còn về Canada thì sao? ở Canada thì các bạn thấy được là chúng ta tùy theo là các bạn ở quận nào, nhưng mà phần lớn các quận các bạn đều có những cái luật tương tự. Giống như các bạn có thể là có casino, các bạn có thể đi cờ bạc được ở Canada. Các bạn có thể chơi slot machine, trên đây các bạn có thể chơi kéo máy được, các bạn có thể cá ngựa được, các bạn có thể là cá độ bóng đá hay là cá độ thể thao được các bạn có thể là mua sổ số, số được nhưng mà bây giờ các bạn không thể sử dụng đòn bẩy ở trên những sàn dịch crypto được đó là cái sự khác biệt và thậm chí ở Hoa Kỳ các bạn thấy là những sàn dịch crypto Hoa Kỳ thì không có cho đòn bẩy nhưng mà thị trường chứng khoán thì các bạn vẫn có thể sử dụng đòn bẩy được các bạn có thể mở một cái margin account đây là cái tài liệu đến từ SEC các bạn hoàn toàn có thể là mở một cái account trên sàn chứng khoán và sử dụng margin các bạn có thể mở một account trên sàn chứng khoán sử dụng futures các bạn cũng có thể là mở một cái account và các bạn có thể sử dụng option quyền được mua, vì được bán Các bạn cũng có thể là mở một account và các bạn có thể mua những cái quỹ đầu tư ETF đòn bẩy Các bạn có thể là 2x, 3x, 5x đều có thể hết ở Hoa Kỳ hiện tại Chỉ không thể siêu đòn bẩy trên crypto mà thôi Bởi vì việc là có nên hay không thường nhiều chia sẻ với các bạn rồi Cái mà tôi muốn chỉ ra là thì crypto này đang bị đối xử một cách khác so với những cái công ty tài chính hiện tại Có thể là nhiều bạn nói là crypto nó không giống như là cờ bạc nó không giống như là những casino nó không giống như là thị chứng khoán thì có thể là đúng như vậy có thể là nhiều bạn nói là tuy là ở hoa kỳ ở canada họ cho cờ bạc họ cho cá ngựa họ cho cá cược bóng đá vân vân nhưng mà những cái ngành đó thì lại được quản lý với một lực rõ ràng hơn hay là có thể là hoa kỳ cho các bạn sử dụng margin trên thị trường tài chính nhưng mà nó được cái lực quản lý rõ ràng hơn thì cũng có thể như vậy thì chúng ta nên nghĩ đến là ra luật để mà quản lý thị trường này chứ không phải là cứ cấm 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 như vậy đó không phải là kết quả đâu và các bạn sẽ thấy được là luật thường nghĩ là sẽ tóm có mà thôi giống như chúng ta thấy được là hôm nay cũng có một số những cái thông tin đến từ quốc hội của hoa kỳ thôi nên đừng chia sẻ với các bạn là cái sự kiện của sàn ftx đó, nghe như là có sự ảnh hưởng đến pháp lý nhưng mà thực sự là không ảnh hưởng đến pháp lý đâu các bạn nghĩa là gì có nghĩa là các bạn sẽ thấy là cái sự kiện FTX nó giống như là một cái cớ hơn là một cái kết quả rồi sau đó sẽ có những người thay đổi suy nghĩ của mình sau khi có sự kiện của sàn FTX thật ra không ai thay đổi suy nghĩ của mình hết các bạn thấy được là ở quốc hội của Hoa Kỳ thì những người nào mà thích crypto họ sẽ tiếp tục thích crypto và họ nói là sự kiện FTX cho thấy được là chúng ta cần phải nên có những lực để mà cho thị trường phát triển một cái xu hướng tốt hơn những người mà ghét crypto thì sẽ nói là sự kiện FTX là lý do chúng ta nên cấm crypto giống như chúng ta thấy được là thượng nghị sĩ Brasherman là một trong những người mà dùng cái cớ là có cái sự kiện FTX cho nên chúng ta thấy được là nên cấm crypto nhưng mà đương nhiên đây là một chuyện người mà có hay là không có cái sự kiện FTX xong con cũng sẽ nói gì mà thôi tại vì đã từ rất lâu rồi đó là nhận định của Brad Sherman ông ta rất là ghét crypto nhưng mà điều mà chúng ta nên biết đây Brad hầu như là một trong những người hiếm hoi trong mũ hội của Hoa Kỳ mà có ý định cấm crypto phần lớn là không có ý định cấm họ chỉ có ý định đưa ra những luật quản lý mà thôi và chúng ta cũng có những người mà ủng hộ crypto thì vẫn tiếp tục ủng hộ như là các bạn thấy được là thượng nghị sĩ Cynthia thì vẫn tiếp tục ủng hộ là chúng ta nên có Bitcoin trong danh mục đầu tư về hưu tại vì đối với bà ta đây là một trong những tài sản lưu trữ giá trị dài hạn không phải ngắn hạn có thể là một hai năm các bạn thấy được giá đã không tốt nhưng mà nếu như nhìn vào 13 năm qua thì thời gian đã chứng minh được bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị rất tốt tốt hơn nhiều so với tất cả những gì chúng ta có hiện tại và chúng ta vẫn thấy được những nghị sĩ như là nghị sĩ Path to me thì vẫn ủng hộ crypto và nói là chúng ta hãy nhìn vào sự kiện ftx đi đây là một cái sự kiện lừa đảo chứ không phải là liên quan tới crypto có thể nói cho dù là có crypto hay là không có crypto giả sử như thị trường này không tồn tại thì những người như là simon free thì những người đó họ cũng sẽ lừa đảo mà thôi họ sẽ dùng một cái công cụ khác không có crypto họ sẽ dùng những công cụ khác có thể là dùng vàng có thể là họ dùng thị trường tài chính thị trường cổ phiếu họ dùng thị trường hàng hóa để có thể là lừa đảo người ta chứ không cần mà là phải sử dụng crypto cho nên đây là cái sự việc liên quan tới một nhóm người xấu chứ không phải là liên quan đến crypto trực tiếp. Tuy nhiên thì Patrick vẫn nghĩ là chúng ta nên có những luật rõ ràng hơn liên quan đến crypto để có thể là bảo vệ những người dùng tốt hơn. Và ông ta cũng lấy một cái ví dụ là chúng ta nhìn vào khủng hoảng tài chính năm 2008 đi. Đó là một cái sự khủng hoảng tài chính về những cái sản phẩm tài chính liên quan đến bất động sản. Những sản phẩm đó được mua bán dùng đòn bẩy liên tục dẫn đến là chúng ta có sự sụp đổ của năm 2008. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta cũng đâu có ra quyết định là cấm những cái công cụ đó đâu đâu có ai mà ra quyết định cấm những cái dịch vụ bất động sản sử dụng đồng bảy đâu thì đương nhiên chúng ta cũng không nên nghĩ như vậy đối với là thị crypto chúng ta cũng nên nghĩ đến việc là ra cái luật rõ ràng hơn để quản lý cũng giống như năm 2008 chúng ta ra luật rõ ràng hơn để mà quản lý những cái sản phẩm liên quan tới bất động sản và ngay cả một trong những nghị sĩ mà rất ghét thị trường này đó chính là thượng nghị sĩ uh, Elizabeth Warren thì uh, ngay cả bà ta cũng đã đưa ra một cái dự luật để quản lý crypto chứ không phải đã cấm và đây là một dự luật lưỡng đảng uh, với lại thượng nghị sĩ Marshall thì đây là một dự luật mà cũng ngắn thôi các bạn dài khoảng chừng là theo thông tin nó chỉ có 7 trang mà thôi và nếu như mà nói đây là cái dự luật uh, sau khi mà có sự kiện của sàn FTX thì không đúng đâu sàn FTX sụp đổ là một cái cớ để cho những người này thúc đẩy dự luật riêng của mình mà thôi và đây là một cái dự luật liên quan đến việc là những công công ty crypto đó thì họ nên tuân thủ những cái quy định liên quan đến chống rửa tiền tương tự như là ngân hàng thì chi tiết hơn đó là các bạn đã biết là ở Hoa Kỳ thì dự luật này nói là những công ty crypto họ cần phải KYC khách hàng họ cần phải xác minh thân phận và họ cần phải tuân thủ những quy định để mà báo cáo một số những giao dịch hơn con số 10.000 đô à, cho Bộ Tài chính đây là cái luật của Hoa Kỳ hiện tại thì thường cái đó bây giờ cũng à, dễ hiểu mà thôi đây là cái luật mà thường nghĩ là phần lớn những sàn như Coinbase họ đã theo rồi thì cũng không nhiều là đặc biệt và bây giờ đó thì uh, du lịch này nói là không chỉ riêng những cái sàn như là Coinbase cần phải tuân thủ mà ngay cả những cái máy ATM đó có nghĩa là những cái máy mà các bạn có thể dùng tiền để mà mua crypto như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cũng cần phải xác minh thân phận có nghĩa là người mua thì cần phải cung cấp là họ là ai và thân phận là gì thì tôi nghĩ là đây cũng là một điều mà hợp lý đối với thuận nếu như mua hơn một con số nào đó thì cũng nên xác minh thân phận để mà có thể theo quy định của chống rửa tiền và điều kế tiếp được nói đến là những sàn giao dịch thì ngoại trừ việc là không thể tiếp xúc với những cái giao thức trộm tiền như là Tornado Cash Tôi nghĩ là bây giờ không có sàn giao dịch nào mà dám dính vào Tornado Cash đâu thì cũng dễ hiểu mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái định nghĩa của những cái giao dịch ẩn danh nó bao gồm ngay cả những đồng ẩn danh các bạn, những đồng như là Monero. Tôi nghĩ điều này cũng không quá khó đối với những công ty ở Hoa Kỳ đâu tại vì những công ty của Hoa Kỳ họ cũng không có giao dịch sử những đồng đó. Nhưng mà cái phần mà thằng cái là không thể nào thực hiện được cho dù có muốn nữa cũng không có thể thực hiện được đó chính là cái quy định dịch vụ crypto nó bao gồm luôn những công ty đào Bitcoin, những công ty đào crypto, những công ty staking, những công ty mà tham gia sự giao dịch và những cái địa chỉ ví các bạn tại vì sao tại vì các bạn thấy được là không giống như là ngân hàng các bạn dùng ngân hàng để mà chuyển tiền thì ngân hàng sẽ biết được các bạn là ai và chuyển tới ai các bạn là một người mà đào bitcoin đi thì các bạn làm sao mà biết được giao dịch bitcoin đó là của ai đến ai các bạn đâu biết thân phận của người gửi đâu và người nhận là ai cho nên có muốn đi nữa cũng không thể nào mà có thể theo luật này được và đương nhiên nhiều người nói là đây là một cái dự luật đưa ra để là một cái điểm đàm phán mà thôi chứ không có phải là dự luật này có thể qua được đâu tại vì trên căn bản đây là một dự luật mà không thể thực hành được cho nên đây là một dự luật nó chỉ mang cái tính chất tượng trưng và dự luật này nó là một cái điểm để cho hai bên ngồi xuống đàm phán coi cái luật cuối cùng nó phải như thế nào mới hợp lý đương nhiên các bạn sẽ biết là ở hoa kỳ đó chúng ta có một số những tiểu bang bây giờ đang thúc đẩy việc là đào Bitcoin các bạn giống như là Texas gì đó đang thúc đẩy những công ty crypto đến Hoa Kỳ để có thể là đào Bitcoin cung cấp dịch vụ crypto vân vân nếu như mà cái luật này mà được thông qua đó thì những công ty đó họ sẽ rời khỏi Hoa Kỳ lý do là sao mà những tiểu bang đó thúc đẩy những công ty crypto đến Hoa Kỳ tại vì đương nhiên cung cấp được thuế cho tiểu bang cung cấp được công việc làm cho nên họ sẽ đương nhiên đứng ra để mà đàm phán với lại thượng nghị sĩ Elizabeth Warren về cái dự luật này rồi nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả những người mà ghét crypto thì sau sự kiện của FTX họ cũng chỉ muốn ra luật mà thôi chứ không có muốn cấm thị trường này. Một số những thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta cũng có thông tin đến từ MetaMask và PayPal thì hai công ty này sẽ có một cái sự hợp tác là những người mà sử dụng MetaMask thì có thể là dùng PayPal kết nối MetaMask để mà mua crypto. Đây là một trong những cách để có thể là làm đơn giản hóa cái quá trình mua crypto. Đây cũng là một thông tin tốt. Đương nhiên PayPal là một công ty mà thuận không có lòng tin các bạn chúng ta sẽ thấy được là chúng ta có cái thông tin đến từ Jack Dorsey. Jack Dorsey là cựu CEO của công ty Twitter. Thì Jack Dorsey tiếp, vẫn tiếp tục thúc đẩy cái suy nghĩ Cho nên có một cái mạng lưới, mạng xã hội phi tập trung. Và các bạn đã biết là một trong những cái dự án bây giờ mà Jack Dorsey đang phát triển là Blue Sky Social. Thực ra đây không phải là một cái ý tưởng gì mới đâu Các bạn thấy được là đã từ rất lâu rồi Nhiều người cũng đã nghĩ đến ý tưởng là có một cái mạng xã hội phi tập trung Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta cũng sẽ không thấy được một cái mạng xã hội phi tập trung nào Gọi là hoạt động được hết Chúng ta đã từng thấy được là có một thời gian Steemit là một trong những cái mạng xã hội phi tập trung Bây giờ cũng ít ai sử dụng Các bạn đã thấy nhớ là chúng ta cũng có một mạng xã hội phi tập trung Được tạo ra bởi iOS Rồi chúng ta cũng không ai sử dụng hết Nói chung thì có một mạng xã hội đừng nói tới là tập trung hay là phi tập trung mà được nhiều sử dụng đã có rồi một mạng xã hội mà muốn có nhiều người sử dụng mà phi tập trung nó càng khó hơn nữa chúng ta hãy xem coi là Jack Dorsey có thành công hay là không và cuối cùng là chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Binance thì có cái tài liệu được chia sẻ bởi thường nhớ là CEO của Binance thì nói là CZ đang ở Hoa Kỳ thì lý do tại sao chúng ta không có biết chúng ta cũng đã biết là gần đây có những tin đồn liên quan tới Binance có thể đã bị khởi tố bởi bộ tư pháp Binance nói là không có chuyện đó nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là Binance đang ở Hoa Kỳ không biết là có phải là liên quan đến cái sự kiện đó hay là không hay là liên quan đến cái sự kiện của FTX chúng ta không rõ hiện tại bây giờ chỉ biết là tin đồn là Binance CEO CZ đang ở Hoa Kỳ và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Binance, là Bybit và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và đương nhiên sàn giao dịch các bạn chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền ở trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got